Ông bà tôi đến Phú Quốc hơn 100 năm. Ngày xưa thì ông bà tôi thì quê gốc ở xã Kính Dương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, cũng là một cái làng biển. Thời chiến tranh, quê gốc của ông bà tôi thì ở đó nó khó khăn quá. Nghe có một số người đi trước đến Phú Quốc thì nghe nói như vậy mới đến Phú Quốc này. Thì khi mà đến Phú Quốc này thì ông bà tôi cũng làm cái nghề biển và làm nước mắm. Nước mắm truyền thống tại Phú Quốc được làm từ cá cơm và cá phải được ướp muối trên tàu ngay sau khi đánh bắt theo tỷ lệ 3 cá 1 muối. Ướp muối khi cá còn tươi làm cá phân giải chậm, lâu ra nước mắm hơn, nhưng hương nước mắm hình thành sẽ có mùi nhẹ, đặc trưng của nước mắm. Không phải cá cơm nào cũng được chọn để làm nước mắm, mà chỉ có loại cá cơm than hoặc sọc tiêu giàu chất đạm mới cho ra được nước mắm có độ đạm cao, hậu vị đậm đà. Mà cũng không phải muối nào cũng dùng được, chỉ có muối hạt vùng Bà Rịa Vũng Tàu sau khi bảo ôn trên 60 ngày để loại bớt các khoáng canxi, magie mà ảnh hưởng tới vị và độ bền màu của nước mắm. Nguyên liệu làm nước mắm Phú Quốc chỉ làm từ cá và muối và phải chọn lựa nguyên liệu ngặt nghèo như thế đó. Nhưng đó là nghề ông cha truyền lại, mà đó cũng là yêu cầu về nguyên liệu nước mắm Thành Quốc phải tuân thủ để được dán nhãn chỉ dẫn địa lý và được châu Âu bảo hộ. Cá ướp muối được vận chuyển về nhà thùng bằng thuyền nhỏ rồi ủ chượp trong những thùng gỗ lớn. Thùng làm bằng những thanh gỗ dên dên bời lời có sẵn ở rừng Phú Quốc. Mặt trong thùng được phết lớp dầu mít. Thời ông bà tôi thì khi làm cái nghề nước mắm này rất là nhỏ. Có những cái thùng mà hiện nay tôi còn vẫn bảo tồn và vẫn giữ lại. Một những cái thùng nhỏ mà ngày xưa ông bà tôi làm. Bà Tịnh cho biết, thời ông nội của bà chượp cá trong thùng nhỏ chỉ cỡ 500 kg. Đến thời cha bà chượp trong thùng lớn hơn được 4-5 tấn. Và hiện nay đến thời của bà, mỗi thùng có thể ủ chượp đến 15 tấn cá. Thời gian ủ chượp kéo dài từ 12 đến 15 tháng, không được dùng enzyme để thúc đẩy cho mau ra nước mắm. Vì dùng enzyme, nước mắm sẽ không có mùi hương đặc trưng của nước mắm Phú Quốc. Mỗi thùng đều có dán nhãn kiểm soát của hội, từ lúc chượp cá đến khi ra được nước mắm, phải hơn 1 năm mới được cấp tem kiểm soát để dán lên chai. Và số lượng tem chỉ được cấp ứng với số thùng chượp đã được kiểm soát. Nước mắm được chiết xuất lần đầu là nước mắm nhĩ hay còn gọi là nước mắm cốt, có độ đạm từ 35 đến 43 độ. Do độ đạm cao, một số protein tan trong nước hút nước tạo gel làm nước mắm độ sánh. Nhờ ủ chượp trong thùng gỗ và làm theo kiểu truyền thống nên nước mắm có màu vàng nâu hổ phách. Nước mắm sau khi chiết xuất được đưa qua bộ phận lọc, lọc thô và lọc tinh trước khi đóng chai. Nước mắm Phú Quốc làm từ cá cơm ướp muối ngay trên tàu, ủ chượp trong thùng gỗ ít nhất 12 tháng, chỉ dùng cá và muối, không thêm bất cứ hóa chất phụ gia nào và chịu sự giám sát của Ban Kiểm soát Hồ Nước Mắm Phú Quốc sẽ được dán nhãn chỉ dẫn địa lý, tem kiểm soát và nhãn bảo hộ của châu Âu. Nước mắm mang nhãn hiệu Thành Quốc có 3 loại sản phẩm, 43 độ đạm, 40 độ đạm và 35 độ đạm được dán nhãn chỉ dẫn địa lý, tem kiểm soát. Ngoài ra, nước mắm Thành Quốc còn có tem truy xuất nguồn gốc do Hiệp hội Thực phẩm Minh Bạch cấp. Khi đó làm là vô cái tỉnh mà ngày xưa mà nói nước mắm Phú Quốc là vô cái tỉnh mà trên văn phòng hiện giờ tôi cũng có đang trưng bày cái tỉnh, thì cũng sản xuất nhỏ thôi. Sau khi chiết xuất lần đầu để có dòng nước mắm cao đạm, từ 35 đến 43 độ đạm, nước muối được cho thêm vào thùng chượp để chiết ra nước mắm có độ đạm thấp hơn. Nước mắm loại này có độ mặn cao. Sở dĩ có độ mặn cao vì chúng tôi không dùng chất bảo quản, chỉ dùng độ mặn của muối để giữ nước mắm khỏi hư. Vì độ mặn cao nên chúng tôi phải dùng thêm một chút chất điều vị để che đi vị mặn. Nhưng phụ gia này có ghi trên nhãn sản phẩm, do đó dòng sản phẩm này không có logo chỉ dẫn địa lý. Để người tiêu dùng không ngộ nhận với sản phẩm Thành Quốc có chỉ dẫn địa lý, công ty chúng tôi dùng nhãn hiệu Quốc Đảo để chỉ dòng sản phẩm đạm thấp này. Dòng nước mắm Quốc Đảo có hai loại 25 độ đạm và loại 30 độ đạm.
Lúc đó ở Phú Quốc thì đi qua đi, nếu mà đi mang cái sản phẩm nước mắm mà đem đi các nơi tiêu thụ là phải đi bằng tàu buồm, chờ gió mới đi được qua tới bên Campuchia. Hiện nay, ngoài cung ứng cho thị trường trong nước là chính, nước mắm Thanh Quốc đã có mặt ở thị trường châu Âu, Úc, Nhật và Hàn Quốc. Nước mắm Thanh Quốc đang ở buổi xế chiều của thế hệ thứ ba. Trong thời buổi hiện đại với nhịp sống hối hả, liệu thế hệ thứ tư có muốn công nghiệp hóa truyền thống chạy theo năng suất chăng? Hiện nay mình là đời thứ tư và mình muốn ngày càng phát triển cái nước mắm truyền thống này nó tốt hơn, nhưng mà vẫn làm theo cách truyền thống của ông bà ta ngày xưa để lại. Vâng, nước mắm Thanh Quốc nhận thức được có biết bao điều tỉ mỉ khó khăn, từ khi đánh bắt muối cá trên tàu đến khâu ủ chợp để ra được nước mắm. Để tuân thủ tất cả yêu cầu của chỉ dẫn địa lý thì một giọt nước mắm là một giọt mồ hôi. Nhưng tất cả yêu cầu này chỉ nhằm bảo tồn hương, vị và màu sắc của nước mắm Phú Quốc mà cha ông chúng tôi để lại cả hơn trăm năm nay.